lúc 14 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2023. Hai người này trở lại có thêm ông Nguyễn Thanh Tâm, phòng hành chánh nghiệp vụ huyện Đức Hòa. Ba người này yêu cầu đại diện chùa Thiền Tông Tân Diệu ký biên bản hôm trước mà họ đã viết. Ông Bùi Hoàng Hiệp là phó trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu ký, nhưng các người này không giao cho chùa Thiền Tông Tân Diệu biên bản để đối chứng khi có chuyện tranh chấp xảy ra. Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn là vị phó chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu đòi một biên bản, nhưng các cán bộ này không đưa và nói biên bản này giao cho Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An chứ không giao cho chùa Thiền Tông Tân Diệu, vì chùa Thiền Tông Tân Diệu là của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu và một số nhân dân có mặt phản đối. Kính xin bác tổng bí thư và các quý vị xem hình ảnh video mà các thành viên ban quản trị chùa Thiền Tông quay, lưu hình ảnh lại.